doanh nghiệp Mỹ bắt tay với Huawei, gần một tháng sau khi đưa Huawei vào danh sách đen do mối đe dọa an ninh quốc gia không xác định, Tổng thống Donald Trump mới đây đã có những động thái làm dịu đi lập trường cứng rắn của mình. Trong một cuộc họp báo tại hội nghị G20 diễn ra hôm thứ Bảy, ông mở ra một tuyên bố rằng các công ty của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục được phép kinh doanh với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc. Mặc dù không rõ liệu điều này có bao gồm mảng viễn thông 5G mà Huawei đang triển khai hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ được áp dụng cho hợp tác giữa Huawei và Google cũng là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều nhất tới nhà sản xuất Trung Quốc trong việc kinh doanh smartphone. Theo các điều khoản của lệnh cấm trước đó, Google đã bị cấm bán giấy phép sử dụng hệ điều hành Android cho Huawei, có nghĩa là điện thoại của nhà sản xuất Trung Quốc không có quyền truy cập vào các ứng dụng quan trọng của Google như Play Store, Gmail, YouTube. Nhiều quan hệ đối tác quan trọng giữa Huawei với Qualcomm, Intel và một số nhà cung ứng linh kiện Mỹ cũng sẽ được mở ra sau tuyên bố này, dù ông Trump không trực tiếp đề cập đến một công ty nào. Trước đó Lệnh cấm của chính phủ Mỹ dù đã được hoãn tối đa 90 ngày, nhưng đã gây ra nhiều ảnh hưởng trầm trọng đến sự phát triển những sản phẩm trong tương lai của Huawei. Được biết, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho viễn cảnh sụt giảm 40% doanh số bán hàng tại thị trường nước ngoài, đồng thời xác nhận đang chuẩn bị ra mắt hệ điều hành mới để thay thế Android. Hiện cả Google và Huawei đều chưa có tuyên bố nào liên quan tới sự việc trên. Có lẽ cả hai đều đang chờ đợi những cập nhật diễn biến, cũng như quyết định chính thức từ Tổng thống Trump trước khi đưa ra những kế hoạch của riêng mình.